Phương rồi giáp, hello anh em. Nay Phương sẽ giới thiệu thêm một hệ thống nữa. Bữa trước là hệ thống máy phát rồi hệ thống tủ điện tầng. Nay tiếp theo là hệ thống của cái phòng điều khiển điện là MFP á. Chút xíu mình quay cái chữ lại nó trên á, mà nó ngược ngược mất tiêu rồi. Do quay cái mặt của Phương. Nên nó hơi ngược chút xíu, chờ Phương sẽ quay lại nha. Thì hôm nay Phương sẽ giới thiệu cái tủ MFP này, nó trong này nó gồm có cái gì trong đây, tại sao người ta gọi là cái phòng MFP. Thì giờ không dài dòng nữa, Phương sẽ vô thẳng vấn đề nha, rồi anh em xem. Là đây là cái phòng MFP, phòng điều khiển điện ha. Trên nó cũng là có một cái quạt, quạt hút, thì đa số phòng điện nào cũng sẽ có. Ở đây đây là những cái phòng này không được xe để trước và cũng đã có khóa rồi. Giờ cái giao khóa này do Phương mở trước rồi, do một mình nên là phải mở trước để mở cho dễ. Rồi kéo ra có thùi tó mò, rồi cũng có vài cái bóng đèn để cho nó có đèn báo. Này, anh em đi kiểm tra nhìn thoáng qua là cũng thấy liền. Tôi sẽ bật điện lên. Rồi, bật điện lên rồi ha. Ok, đảm bảo. Rất đẹp. Này. Cái phòng ở đó là vậy đó. Phương sẽ lùi xa xa ra cho anh em có thể hình dung. Đó. Nhìn này, nhìn rất đẹp anh em nha. Đó. Đúng không? Nhìn rất ổn, rất ok. Hệ thống lớn, tính ra tòa nhà 12 tầng thì cũng lớn, không nhỏ. Thì trong đây nó có các tủ điện. Nó có các cái tủ. Hiện tại đang là có 4 tủ. Thì giờ mình sẽ giới thiệu từng cái tủ một cho anh em trong cái clip này. Để cho các bạn mà cần tìm hiểu hệ thống á thì nắm được nha, cái tủ MFP nó gồm có cái gì trong đây. Trước tiên mình giới thiệu ha, tủ tụ bù này. Đây là tủ tụ bù nha, đó đây đang bù nè, ban đêm nên là không có gì hết, nên là các số này nè nó không có bù cấp nào hết. Ban đêm mà đâu có cái gì đâu để bù, chứ ban ngày là nó sẽ nhảy thiếu cấp, thiếu thì nó cứ nhảy bù bộ cấp lên. Mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi, mình không nói rõ về nha. Đây tủ tụ bù, đây bên mà hiện tại đang sử dụng là tủ 12 cấp, tương đương với 12 cái con CPU và 12 con computer này nha, anh em có thể xem đó, có 12 con CPU, 12 con computer, nó 12 cấp đó. Ở trong đây thì nó sẽ có một loạt tụ nữa. Em quay vô cho anh em coi. Đó, anh em có thể thấy không? Cái tụ bên trong đó. Đó nha. Tụ này. CB. Rồi. Coi như hệ thống này mình giới thiệu vậy thôi. Nè, nó cũng có một con CB tổng. Bên ngoài này gọi là bộ điều khiển. Rồi, tiếp theo nữa. Đây. MSB panel. Cái tủ này. Tủ này thì gồm có cái gì trong đây? Đó. Nó gồm có mấy mấy cái món như sau. Đó ra. Và đây là một loạt các bộ điều khiển, nó kết nối với máy phát đồ này nọ ha, mình không nói tới này, mình không giải thích. Đây là cái con thiết bị ATS và đây là con thiết bị ICP ISO.
Thì con ATS này nó làm nhiệm vụ gì? Có nghĩa là con ATS này nó làm nhiệm vụ á, là khi cúp điện tòa nhà thì nó sẽ đóng điện tự động, ATS tự động ha. Thế đóng điện tự động, bên mình đang để chế độ tự động này. Bạn thấy không? Hiện tại nè, cái nhánh này nhánh điện lưới nè. Khi nào máy phát thì nó chạy qua đây. Đó, đây là cái nhánh điện lưới cho nó máy phát. Bạn thấy không? Đóng điện tự động, chuyển điện đó là con này. Chứ mình không có đóng điện bằng tay, máy phát chạy là tự động á. 10 giây là bắt đầu nó chuyển qua có điện lưới. Đó, là con đó đó. Vô nhà mà dư đang các anh em đi đâu mà thấy tự nhiên cúp điện mà máy phát có điện lại là nó đó, cúp điện vài giây nha, chứ nó ít khi mà nó để liền lắm. Đây là con ACP thôi. Cái tên nó đó. Thì cái này nó là một cái y chang của CP vậy thôi chứ cũng không có gì ghê gớm. Qua nó dập bớt hồ quang lại, đóng điện cho nó khỏi nẹt ra mình thôi. Tại vì đây là tải lớn. Đó. Nói vậy. Đây là cái tủ đó. Rồi, tiếp theo nữa mình xin giới thiệu tiếp hai tủ này. Hai tủ này là như nhau nha. Hai tủ này là hai tủ điện. Có dịp thì mình sẽ mở cái ra ở trong này nè. Ở trong mấy cái này nè, nó có những cái thanh cái là ở trong này nha. Các bạn hồi nãy giờ không thấy mình quay đúng không? Nó có mấy cái thanh thanh ở trong đó đó, thanh đấu nối điện ở trong đó đó. Phía trong thanh cái, nó gọi là thanh cái đó. Đấu nối. Đây. Thì hai cái tủ này thì các bạn thấy không? Ghi tầng thấy không? Các bạn thấy không? Đây toàn là mình ghi tầng 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 này nọ. Thì có nghĩa là hai cái tủ này nó chứa tất cả các con CP. Tất cả các con CP của các tầng. Nó về đây. Nếu như mà mình không có chạy lên mình off con CP ở trên đó kịp á thì mình ra đây nè, mình chạy ở đây mình off con CP này. Đó, mình off con CP này cho nó mau chóng. Đây tất cả các tầng và thiết bị của tòa nhà nó đều nằm hết ở trong đây. Đây là tủ chính của tòa nhà nha, giống như trái tim vậy đó. Đây là hệ thống nè. Đây là hệ thống rồi, nên mình vận hành theo cái kiểu hệ thống. Cái gì nó cũng phải có cái đầu. Và đây là cái đầu. Mình muốn ngắt cái đuôi thì mình ra cái đầu á. Mình ngắt trước đi. Đằng sau nó có cái gì không? Nè, anh em có thể thấy đó, kính bích. Đây là các máng cáp rồi đi từ bên cái trạm biến điện thôi. Cái trạm biến điện nó vô đây thôi, vô đây xong rồi bắt đầu đi nữa. Đây là những cái máng cáp này bên cái trạm kia. Cái trạm đó thì bên mình không 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 được vô. Tới đợt để định kỳ thì bên điện lực họ tới họ bảo trì bảo dưỡng. Đây là cống dây của các anh em nhớ không? Lúc mà mình quay cái video mà giới thiệu cái tủ điện tầng á thì mình có nói là cái hệ thống spare đó, dự phòng của từng tầng á, thì đây là cái đống dây điện. Nếu như mà có sự cố gì á thì mình sẽ hốt cái đống dây điện này nè, nối vô một cái chỗ điểm đầu của cái hệ thống đó và nối vô máy phát điện rồi bật on lên thì cả tòa nhà có điện với đối với hệ thống mới ha. Cô lập lại đống điện cũ đây. Đây cũng vậy nha. Đây là cái đường ống nước, chút xíu mình sẽ quay qua giới thiệu cho. Nếu mà có để rảnh rảnh thì mình giới thiệu cái hệ thống nước cho nè, chứ cái này nó băng ngang qua thôi. Hệ thống nước thiết cục đi ở ngoài đi vô đó, đi vô trong 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 bồn, rồi bắt đầu là từ bồn bắt đầu vô hệ thống bơm thì nó đi ngang đây. Rồi, video của Phương đã đến đây thì kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo theo dõi nha. Hy vọng anh em mới ra trường có thể biết được chút ít gì về hệ thống của tòa nhà là gì. Các bạn cứ thắc mắc gì á, cứ comment xuống bên dưới, mình sẽ trả lời cụ thể nhiệt tình cho.
để cho các bạn có thể hiểu và được đưa cái đấy là đi xin việc hoặc là tìm hiểu thêm hệ thống gì đó cho nó vậy, cho nó dễ, nhất là đi xin việc người ta cần có kinh nghiệm thì mình cứ theo theo đây mình coi để đầu xin việc rất dễ ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi nếu anh em cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn anh.